Quý vị và các bạn thân mến, Quỳ Châu là huyện miền núi còn nhiều khó khăn của tỉnh Nghệ An. Toàn huyện có tới 50.000 người dân tộc thiểu số đang sinh sống, chiếm 78% dân số trên toàn địa bàn. Với số dân đông đảo là người đồng bào, nhưng Quỳ Châu vẫn đang nỗ lực từng ngày để vươn lên mạnh mẽ, vừa phát triển kinh tế, vừa giữ gìn an ninh quốc phòng mà vẫn phát huy tốt bản sắc văn hóa dân tộc. Kết quả đó có sự góp sức đồng hành của những người có uy tín. Họ là lực lượng quân chúng đặc biệt, là điểm tựa của đồng bào và là cầu nối giữa ý đảng với lòng dân. Quỳ Châu có 12 đơn vị hành chính, gồm 11 xã và 1 thị trấn với 84 khối bản. Mỗi khối bản có một người uy tín. Họ do bà con tín nhiệm bầu chọn, là người được bà con tôn trọng kính nể. Bằng tiếng nói việc làm của mình, trong những năm qua, 84 người uy tín của huyện Quỳ Châu là những tấm gương đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Và cũng chính họ đã góp phần giúp đồng bào người Thái tại địa phương thay đổi nếp nghĩ, cách làm, đoàn kết xây dựng thôn bản, bình yên, phát triển. Người uy tín là họ sống trong cộng đồng và hàng ngày thường xuyên tiếp xúc với bà con, đồng bào. Cho nên họ là người nắm được tâm tư, nguyện vọng của bà con nhân dân. Trên cơ sở đó họ có thể chia sẻ những khó khăn, những thách thức và tuyên truyền vận động đồng bào để thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Ở vùng Khe Hán này, khi nhắc tới ông Vi Văn Tiến, người dân luôn dành một thái độ kính trọng và yêu mến. Không chỉ bởi ông là người có uy tín của bản, mà còn vì ông Tiến có ơn với hầu hết người dân vùng dưới của bản Tà Sỏi này. Gần 30 năm trước, ông là một trong những người đầu tiên xuống đây khai hoang. 10 năm sau, tức là vào năm 2004, ông gọi anh em bạn bè cùng vào, chia đất sản xuất, cho đất làm nhà, hướng dẫn người dân trồng rừng và cùng nhau xây dựng nên một bản làng mới của xã Châu Hạnh ngày nay. Tôi đi trước thì tôi có nhận đất ở cái phạm vi là hơi bằng, hơi rộng. Thì tôi nghĩ là nếu mà mình không chia cho họ thì cũng không lập thành cái làng được. Thì hơn là thứ nhất đó là cùng muốn cho họ có. Thứ hai nữa là thì muốn lập cái làng. Thế hồi trước là 50 hộ trở lên họ mới cho thành lập cái làng mà. Nên tôi phải hy sinh tức là chia cho bà con có cái chỗ làm nhà này, có đất vườn này, có ao, có ruộng. Bác Tiến biết làm ăn mà, cho nên bày ai cũng dân cùng ai cũng nhớ. Cũng nhớ được thì ai cũng làm theo, cũng nhớ ông Tiến cả. Nếu ông Vi Văn Tiến là người uy tín đi đầu trong phong trào phát triển kinh tế của huyện Quỳ Châu, thì anh Lô Xuân Vân lại tiên phong trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Khi mà người dân tại Minh Tiến này còn chưa thực sự sẵn sàng, thì anh Vân đã hiến 1.000 m2 đất để làm nhà văn hóa của bản. Và sau đó, việc người dân tự nguyện hiến đất đã trở thành phong trào mà chẳng cần phải tuyên truyền vận động gì nhiều. Cứ thế, với sự đi đầu làm gương của người có uy tín trong bản, bà con đã đồng thuận đồng lòng xây dựng Minh Tiến đạt chuẩn nông thôn mới. Quá trình đi vận động thì trước tiên là bản thân tôi cũng là người đi đâu trong công tác là phải hiến đất để xây dựng nông thôn mới. Từ đó thì người dân nhìn vào đó thấy chúng tôi là người đi đâu, cho nên là người dân là cùng đồng lòng là làm theo như cấp ủy ban quản lý là đi vận động là thống nhất. Đi đầu, làm trước, để dân thấy, dân tin, rồi dân làm theo. Đó chính là cách để những người uy tín tại Quỳ Châu có được lòng dân. Với đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái, sự tín nhiệm tin tưởng của bà con càng thể hiện rõ với những người tiên phong đi đầu và luôn vì lợi ích chung của cả cộng đồng. Câu chuyện gìn giữ văn hóa truyền thống của bà con nơi đây cũng phần nào nói lên điều đó. Câu lạc bộ bảo tồn văn hóa Thái của bản Đồng Minh, xã Châu Hạnh có lẽ sẽ chẳng sinh hoạt đều đặn mỗi tháng 2 lần như thế này nếu không có sự vận động ban đầu của bà Quang Thị Dũng. Xót xa khi những điệu suối, điệu lăn của quê hương dần mai một, bà đã kêu gọi những người lớn tuổi trong làng
truyền dạy cho con cháu. Bà Dũng cũng vận động mọi người hát dân ca, múa cồng chiêng mỗi khi có lễ hội. Dần dần tình yêu văn hóa truyền thống được sống dậy và câu lạc bộ văn hóa Thái ra đời khi bà con đồng minh thực sự xem cồng chiêng và những làn điệu dân ca là nét văn hóa đặc sắc cần được bảo tồn, gìn giữ. Phát huy vai trò người có uy tín trong vấn đề văn hóa của dân tộc Thái là bản thân tôi cũng phải tích cực là xem xét là những vấn đề nào là không trúng với cái giai đoạn cách mạng hiện nay thì chúng ta phải bớt đi, mà những cái nào là hợp với hiện bây giờ là chúng ta phải phát huy lên, mà đặc biệt là chúng ta phải vừa là cái bản sắc của dân tộc, vừa là tín ngưỡng, nhưng mà cũng phải là hợp với chủ trương đường lối của Đảng. Bà Dũng với cái vai trò là người là chủ nhiệm câu lạc bộ văn hóa Thái của xã Châu Hành và đồng thời là người uy tín của bản đồng minh, và trong đó thì bà đồng thời cũng là một cái nghệ nhân nữa. Bà thể hiện được cái vai trò của mình rất là rõ nét trong các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ và các cái chuyên đề, các cái dịp mà truyền dạy cho các cái học viên. Ông Tiến, bà Dũng, anh Vân chỉ là 3 trong số 84 người tiêu biểu tại Quỳ Châu đang phát huy rất tốt vai trò của mình trong cộng đồng. Tùy vào sở trường và tính cách riêng, nhưng mỗi người có mức độ đóng góp và ảnh hưởng khác nhau trong cộng đồng. Tất cả họ đều có điểm chung là sự gương mẫu, tận tụy. Lời nói có trọng lượng, có sức thuyết phục, nói đi đôi với làm, nên đã tạo dựng được niềm tin với cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và người dân địa phương. Phải nghĩ tức là tại sao người khác không bảo người khác mà bảo bản thân mình. Thì từ chỗ là dân tin tưởng thì mình phải cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ. Cứ nhà nào ví dụ mà vi phạm pháp luật, mình đến trực tiếp tại nhà luôn để phân tích cho họ thấy cái này đúng này, cái này sai này, cái này nên tránh này, cái này nên làm này. Thì từ độ chỗ đó là dân cho họ tin. Đấy. Hoặc ví dụ tức là vợ chồng hay cãi nhau, gia đình hay cãi nhau này khác, thì mình đến ngồi tại chỗ để phân tích cho xem thế nào, khi nào mà là vợ chồng cãi nhau thì con cái thế nào, cảm thấy bắt nét bật khác hẳn luôn chứ. Từ chỗ đó họ mới thấy được cái tai hại của nó, để phân tích từng ly tí cho họ hiểu được, từ chỗ đó là họ rất thu thôi. Bên cạnh những đóng góp trong mọi phong trào, cuộc vận động ở cơ sở, người có uy tín trong đồng bào dân tộc Thái tại Quỳ Châu còn là nòng cốt chính trị, giúp cấp ủy Đảng kịp thời nắm thông tin về tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số như tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, truyền đạo trái phép. Họ cũng chính là đầu mối để giao trách nhiệm giải quyết khi có vấn đề phức tạp xảy ra. Nhờ vậy, an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được giữ vững. Từ đó người dân an tâm lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Tiếng nói của người già làng uy tín là thường là đi sâu vào lòng người và cộng đồng đó là lắng nghe của người già làng uy tín, giống như các cái cuộc như hòa giải các vấn đề bức xúc ở cộng đồng đó, giúp ích cho thứ nhất thực hiện cái nhiệm vụ chính trị, thứ nhất là vận động được nhiều cái để mà người dân thực hiện theo các cái chủ trương của Đảng và nhà nước. Trong tất cả mọi mặt của đời sống xã hội, đâu đâu cũng thấy dấu ấn của người có uy tín. Nhờ phát huy tốt vai trò và vị thế của mình, nên bộ mặt của Quỳ Châu đã có sự thay đổi vượt bậc. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 5% từ 42% năm 2021 xuống còn 37% năm 2022. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, toàn huyện có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực giáo dục 34 trên 36 trường đạt chuẩn quốc gia. Chất lượng giáo dục các cấp học đạt yêu cầu trở lên đạt 98,6%. Lĩnh vực y tế, 100% xã thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Tỷ lệ tham gia y tế toàn dân đạt 95%. Trong những năm qua thì xác định cái vai trò của người có uy tín rất là quan trọng trong cộng đồng dân cư. Thì Đảng, cấp ủy Đảng và chính quyền ở huyện thì đã rất là quan tâm đến người có uy tín. Cụ thể như thực hiện tốt các cái chính sách đối với người có uy tín, rồi hàng năm thì có tuyên dương, rồi gặp mặt tặng quà cho người có uy tín, rồi là hàng năm nữa thì cũng có cung cấp thông tin, tuyên truyền các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, rồi là trao đổi tâm tư nguyện vọng đối với người có uy tín và đồng hành với người có uy tín đi để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.
84 người có uy tín tại Quỳ Châu. Họ có thể là những trưởng bản, bí thư chi bộ, là đảng viên hoặc không, là người cao tuổi hay còn trẻ tuổi, thì họ đều đang gánh vác trọng trách vì niềm tin của nhân dân và sự kỳ vọng của cấp ủy chính quyền. Họ là những cánh chim đầu đàn vững vàng, kiên cường, dẫn dắt cộng đồng vượt qua khó khăn thử thách, góp phần thúc đẩy đời sống của đồng bào dân tộc Thái tại Quỳ Châu ngày càng phát triển.